Hello, Thời xin chào các bạn. Mình là Thời nha. Rồi, hôm nay thì bây giờ mình đang ngồi lại và mình check lại cái kênh của mình. Đây là cái kênh mới của mình ha. Rồi, ok, đây là cái phần thông báo nè các bạn. Phần thông báo ở đây ha, mình hay nhận cái phần thông báo ở đây. Bây giờ mình lít vô cái phần thông báo này để xem coi. Ở đây á, là hôm trước nó mặc định là nó chỉ gửi những cái thông báo những cái người đăng ký. Thành ra mấy bữa nay mình không để ý là có những cái thông báo khác. Rồi, để mình đối với mình thì cái tầm quan trọng của những cái thông báo khác như thế nào nha. Bây giờ các bạn nhắm vào cái phần cài đặt ở đây nha. Sorry các bạn, một tay mình vừa cầm mic một tay nói chuyện không bấm cái control kịp thời. Đây, bấm vào cài đặt ở đây thì nó sẽ ra cái tab mới bên này ha. Thì đây nó sẽ gửi cho tôi email về hoạt động YouTube của tôi, ngoại trừ những email tôi đã hủy đăng ký nhận. Cái này nó sẽ gửi tùm lum hết. Thành ra là mình chỉ bấm vô đây là chỉ gửi cho tôi email thông báo dịch vụ cần thiết. Ui cha. Rồi. Rồi, cài đặt trước đây các bạn sẽ được khôi phục nếu bạn tiếp tục email tùy chọn. Thông báo trên màn hình Chrome bật rồi đăng ký kênh, bạn sẽ luôn nhận được thông báo đã bật cho từng kênh. Quản lý tất cả đăng ký nè, đăng ký thông báo cho tôi qua địa chỉ email, chỉ thông báo đẩy về email, thông báo đẩy thôi các bạn, thì nó sẽ gửi vô trong cái chỗ đây, chỗ này nha. Sẽ bấm vô cái phần thông báo đó. Rồi các thông báo khác như là video đề xuất chơi luôn, hoạt động trên các video hoặc trên kênh của tôi, có nghĩa là ai đó bình luận hoặc là ai đó like hoặc thích hoặc gì đó là nó sẽ đẩy lên thông báo cho mình luôn. Hoạt động đối với nhận xét của tôi, cái này cần thiết nè, tại vì là khi mà mình đi bình luận ở trên những cái kênh khác á, người ta trả lời thì nó sẽ thông báo đẩy về để mình biết và mình sẽ qua mình tiếp tục mình trả lời để mình tương tác qua lại đối với những cái kênh cần thiết. Rồi, trả lời nhận xét của tôi có luôn, hoạt động trên các kênh khác có luôn, đề cập có luôn. Rồi, chọn hết những cái đó. Rồi, tùy chọn ngôn ngữ email là tiếng Việt ha. Rồi. Rồi. Ok, cái này nó bị Rồi, vậy thôi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Rồi những lần sau thì nó sẽ có thông báo tiếp. Rồi ok, nãy giờ thì mình đã set up những cái thông báo rồi ha. Bây giờ thì mình chờ một khoảng thời gian và bây giờ mình vô mình xem coi có những thông báo gì nè. Từ lúc mình bắt đầu mình set up thì tới lúc mà nó có thông báo thì nó mới có xuất hiện đây nha. Bây giờ nhấp vô xem. Đây, do là mình quay lại mình tiếp tục. Rồi nãy giờ là mình set up cũng khá là lâu rồi, một ngày rồi, giờ mình mới làm tiếp phần tiếp theo. Đây là có một cái bình luận là trên cái kênh của mình nè, cái video mình mới up. Đây, cần thì mình sẽ nhấp vào để mà mình trả lời trực tiếp đây luôn, hay là mình vào cái video ha, vào cái video và xuống check lại cái phần bình luận nè. Đây có người bình luận để mình vô mình trả lời, mình tương tác ha. Và khi mà mình trả lời á, thì mình trả lời xong thì có thể là bên kia nếu mà người ta cũng đặt thông báo thì người ta cũng nhận được cái câu trả lời của mình và người ta tiếp tục vô người ta tương tác với mình. Rồi hay là cái thông báo ở trên cái kênh khác. Đây này, mình kéo hơi xuống. Ví dụ như là một cái kênh mà mình đã đăng ký, kênh Khoa Bút mình đã đăng ký, bây giờ nó mới tải lên một cái video mới thì nó cũng thông báo mình luôn để mình vào đó và mình để lại một bình luận. Thì rồi vô tình xem quảng cáo luôn đúng không, mình bỏ qua quảng cáo, mình để lại một bình luận cố gắng thì làm sao cho nó hay để những người ở đây người ta thấy mình ha. Rồi để mình bình luận luôn.
Do mình đang nói chuyện với bạn nên bình luận hơi lâu. Đó. Rồi. Cố gắng bình luận nó sát với nội dung và làm sao cho nó hay để người ta rích vô cái kênh của mình. Rồi, nhận xét thôi. Kênh này mình đã đăng ký nè, 1,5 triệu người đăng ký, quá nhanh. Rồi thì rồi mình xuất hiện ở đây đó, giống như thí dụ mình vào đây mình vui vui mình xem mà ta thấy những cái bình luận này nó hay quá là mình lại nhấp vào cái kênh của Khả Khả này để mình tiếp tục. Đó, một cái kinh nghiệm của mình. Rồi vô thông báo với còn gì nữa không? Đây, AS Mobile, Phan Rang Live. Đây, đây là một cái bình luận mà mình đã bình luận trên cái kênh Phan Rang Live của cái chị này. Và chị ấy trả lời lại là hi hi muốn lắm á, nhưng sức người có hạn, chịu vậy, bấm vô. Ok, mình có thể trả lời tiếp ở trên này để thấy những cái bình luận, hoặc là mình vào tiếp tục cái kênh đó. Đây, thí dụ mình trả lời trực tiếp ở đây luôn. Rồi, trả lời trực tiếp ở chỗ này luôn nha. Hả? Tương tác qua lại. Hay là tiếp tục là có thể là mình vào trong cái kênh đó luôn. Rồi, trả lời ở đây. Ok. Đó là cách để mình tối ưu hóa cái tương tác của mình khi mà mình đi tương tác với những cái kênh khác. Và có những cái thông báo mà người ta bình luận trên kênh mình thì mình trả lời một cách nó nhanh chóng luôn. Ok, đó là cái cách của mình chia sẻ với các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong một cái video chia sẻ tiếp theo trong cái series là làm YouTube là làm gì ha. Ok, bye bye.